Bây giờ biết tụi này rồi là khi nào xuống là cứ xuống ha. Mình chơi đúng không? Thì sắp cưới. Cảm cho người không biết đi xe á, cho nó thì ông xã ông lái. Khi nào mà ông chở đi chợ thì được đi á. Là có đi chợ thì đi bao nhiêu tiểu men thì của chi nào mà không đi tiểu bang thôi chứ tự lấy xe để người đi thôi. Mình thấy được cho nên nhiều lúc thực sự mình phải nói ra mà. Ông xã mà làm phiền ông xã có gì đâu mà lệ thuộc. Nhưng mà nhiều lúc mình cũng không liên tư chứ, ví dụ mình gặp nhóm bạn của mình ông đi theo nhiều. Đâu 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 đây nhiều ra đây đây. Ôi vậy chung trường thì sẽ cố gắng. Anh Trinh hỏi bà xã kìa. Anh Trinh bữa nào mà cao đẳng sư phạm họp mặt anh chở bà xuống nha. Đương nhiên hoa anh trả lời giấy, anh cứ giấy cái đi nha. Thấy chưa? Thấy không? Nhưng mà cho anh phải đi theo. Thấy chưa? Lúc nào phải có chồng theo chứ gì đó. Không phải rẻ không có đẳng còn có tới nữa. Thanh đừng có sợ. Thân hữu không phải rẻ, ý nói là rẻ còn không có cao đẳng luôn, không có rẻ gì luôn còn tới chơi nữa. Dạ. Thành ra cứ tới chơi đi. Vui quá mà. Mà đây có ai, có Tùng rồi ai nữa. Đắt nữa hả? Tùng thôi. Tùng là khoa sử địa khoa 7 nó mới về Việt Nam, nó đi kiếm địa hóa đó ta đúng không? Khoa địa. Khoa địa. Khoa 7 ở có thể nghe quen quá. Thanh Bình á. Rồi rồi, mình cứ hỏi chừng lòi ra. Hỏi cho chừng lòi ra nữa. Nè, chết Tùng quá. Rồi chết rồi, ông nó bắt máy. Đó, chạy chung trường mới đang chạy xe. Chạy chung trường mới chạy. Chạy chung trường. Ủa mày là đi đại đi xa xa nhưng mà cũng không xa lắm. Cái khóa hình như khóa 4, khóa 5, khóa 6, khóa 7 thì được dạy cũng gần gần. Thì chị dạy trên Thủ Đức. Thì tại vì đi xa nhà đó thì cô hiệu trưởng cô mới để cho dạy đó là thứ hai, thứ ba, sáng 5 tiết, chiều 5 tiết, 2 ba ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư về. Vui vui đó ở tới nhà bà này ở chơi. Rồi có chị có ăn thùng để bông xoay nè hả? Cái bông giấy không? Cái này là vậy. Bông giấy thành bông xoay rồi tại vì xong rồi được 2 năm rồi. Dậu bé xíu với thương về dạy lại ở bên Sài Gòn. Chuột lại bông xoay nè. Bông xoay. Trường Kỳ Đồng á. Ồ đúng rồi. Nó nhỏ nhỏ với thương. Em xin cái hình chính. Cái này là 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 cái
nó qua đi là mấy đứa học trò nó qua đông đông lắm. Cái này là chỉ có một khối lớp thôi hả, một khối lớp thôi chứ còn nhiều lắm. Gần gần đây 11 vậy, 11 mà lại còn nhiều lắm, lớp chín chị không quen với người nào hết. Anh kia cái ghế cho em trước. Anh này anh làm chung với Hồng. Ồ dạ, anh làm chung với Hồng mới quen. Thì lúc mà Tâm đi xuống đó chứ mà coi cái gì mà của bạn chị nó nói là mấy người anh đang có năm chụp hình rồi kể chuyện chị nó để lên trên đó đó. Ồ là chị đó phải không? Chị với Châu Hạnh, chị với Châu Hạnh. Ủa vậy là Thảo này quen với hai vợ chồng luôn hả? Thế bạn không mà bạn Tâm hả? Tâm xong rồi nó nói chứ chị sao chị ơi trường cao đẳng sư phạm không tới hỏng hỏng phần cho tôi đâu biết rồi ai kêu rồi ai biết đâu vậy nó mới giới thiệu cô cái cao đẳng sư phạm nè. Lấy cái nắp kim cương sao bao xe có nhiều người không có Tâm cũng đi vô Houston luôn á, đi Houston á. Không, nghe nó nói là sorry kỳ này nó bận đi chơi vậy. Lúc nó nói vậy thôi mà sao nó nhưng mà trên sao bao xe có nhiều bạn cao đẳng sư phạm nhiều lắm mà ai đâu trời ơi cũng nhất nhiều hơn mấy hồi xưa nhiều. Mai mốt chị sẽ biết mỗi lần chị Cúc lên chị Cúc sẽ kiếm chị. Ủa vậy hả? Chị sẽ thấy hết nguyên một đống rồi sao bà chốt cho làm sao. Còn cái này cũng như là tưởng đầu là cái nhìn cũng như là cái bass mà hát bass mà Walker mấy ông Napoleon. Ô mà anh không biết uống bia mà sao anh chơi đủ ghế vậy? Dạ. Mỗi lần đi Nga về là đi ông Satan. Ồ vậy hả? Dạ. Đi ông Satan không? Dạ. Satan là có Mai Phước đồng ngọc. Ngọc. Cái là có tụi hoa chút bờ cái gì đó. Cho đi chủ đường á. Cho đi chủ đường hả? Đạo này ông ngọc nhá. Ồ tại sao là sợ sợ đường hả? Sợ đường. Dạ. Sợ đường không ăn. À từ đường. Có số hành trình đó hả? À. Hôm qua mời bánh mạnh mà anh ăn về từ đường ngồi nghe lúc đó. Em á thì chuyện nào đi xa mới bị tiểu đường thôi. Anh nặng không? Anh nặng không? Tại vì it's kind of generic. My mom got it. Người ta trong nhà ai cũng bị chứ. Everybody in my house, my family. Yeah. Trời anh đừng buồn nha em. Ai cũng bị arthritis vậy em cũng bị nè. Trời lạnh là nó cũng eo vô. Khỏi đàn, khỏi địch vậy. Chứ mà, chứ sao mà. Chị mua thôi trong nhà. Nhớ đồ hai như gì. Anh đồ hai. Đây là hát rồi, đây còn bao nhiêu tiền anh tình cái nhà này giờ còn nhiêu tiền? Trên triệu ok ha, lên dễ sợ luôn. Đẹp chứ. Hai cái đàn luôn kìa. Hai cái đàn luôn, ba cái đàn luôn. Anh tối nay anh không biểu diễn là không qua về đó nha. That's my daughter. Làm hay ha, dễ là cái picture của cái file play picture hay quá ha, nó làm duyên thiệt ha. Mình tuổi mạng thổ đó. Dạ, à, có lửa. Có lửa xì cơ. Nó tốt. Bà xã, bà mày cơ. Dạ, anh có kia có lành mà có... Anh Trình ơi, anh sai lầm rồi anh Trình ơi. Anh cô lách tiền cổ, đồng tiền các nước đúng không? Nước nào anh đi nhưng, là nhưng mà đó này. Nhưng mà tại sao anh không có tiền Việt cộng này vậy? Có không? Tiền Việt cộng đâu? Để chỉ cho. Ở đây một đồng nãy hả? Không có. Tiền nào xưa đó Việt Nam nè, hồi xưa trước đổi tiền. Việt cộng đó đúng rồi. Việt cộng trước đổi tiền rồi sau giờ có một tiền nào là bự hơn nữa. Tiền Nga nè, tiền Nga đây nè. It's Russian ruble. Này euro. Euro biết nhà. Peso của thằng Chiếc lúc là ngày xưa chị đi con bể đó thì một đô la ăn 30 nữa giờ Nga cũng sức bất liên bang. Hello. Đi China nhiều chứ hả? Bây giờ đi xe rồi mới là của Facebook. Ở nhà quanh quẩn ở nhà hoài chứ bốn tường có bữa ổng đi nghe đó bỏ mình nhà 3-4 tuần tôi nó sợ gần chết luôn. 3-4 tuần nữa đi đâu vậy đó? Đi công tác bên Nga. À không mà đi đó 3-4 tuần. Dạ 3-4 tuần. Đây nè mùng luôn nấu một nồi chè. Mình gọi lại nó cũng được. Ha. Tôi yêu tâm mạnh yếu. Quẩn sinh vật rồi cô Trân rồi cô Ánh rồi cô Lan gì sử. Bảy năm cô. Nhiều lắm.
có việc ăn nam mà em mà tướng lên đảo đó trời đó. Rồi lên đảo cũng về cũng được qua liền đó rồi vợ vợ chồng của anh Loan nè xong rồi anh Hồng nè rồi vợ chồng định là ai đảo cái tội của lớn của ổng á giám sát viện mà không phải giám sát ở trong nước mà ở những đại đại sứ nước ngoài ổng đi là rất nhiều quá nhưng pass hôm đó nói mày pass pass đó mà đợi mà muốn thi là thi cho thằng em mà rốt cuộc á là nó không được tại vì đâu có thi được đâu tự nó cũng ngồi xa tiết kia à chứ không có ngồi gần mặc dù là cùng cái last name mà muốn ngồi gần thì rốt cuộc thôi ơi Thảo ơi mà mình vừa không biết chính tiết, rồi không biết mở cửa đâu. Anh đi mở cho, hẳn hẳn để chị mở, mở. Anh Đức là cái dạng Đức đó anh. Biết ai không? Cao đẳng không đó, cao đẳng sư phạm đó, bác ra đi là. Quý sử quá chín. À, dạ. Sử quá chín. Biết rồi, biết rồi. Tùng có muốn ngồi chỗ kinh ngồi chỗ nào cũng được, ngồi chỗ đơn giản đi. Thôi ngồi chỗ này cho nó dám thì ngồi chỗ đơn giản đi. Tại đây phụ nữ mà. Không dám cho Tùng ngồi gần chị Cúc đi. Thôi đúng rồi, Tùng ngồi gần chị Cúc đi. Cúc mình hả? Không, Cúc này là Cúc nào? Cúc ổng tưởng tượng sao Cúc mình là Cúc nào vậy? Thì Cúc của anh Tùng á. Cái Cúc không nhân vậy. Không biết. Sao? Ok. Vậy là ngồi để chị Cúc ngồi đó. Anh cũng như là quả tắc tròn quá mấy quá mấy trời ơi tự 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 lòng giới thiệu đi chị em qua đã ngồi với anh đi nói chuyện trong quân đội quá khóa mấy quân đội khóa sáu khóa tám Thảo là bà xã dạ cái gì toán khóa tám toán khóa tám mình mà học có chín mình đi chơi khóa tám ôi mà em học khóa gì em học sử đó chung với chị ủa sử luôn hả sử chính trị đó dạ em sử chính trị rồi sao? Bây giờ đến hai cô nó tiếp tục giáo khoa bảy rồi á. Dạ khoa bảy. Dạ. Anh bảy gì? Bảy A, bảy B, bảy C. Bảy bảy chắc. Bảy A thì phải. Khoa bảy em không biết chưa thấy không. Khoa bảy. Khoa bảy đi học bên 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 ấy là bên Hùng Vương hả? Khoa bảy còn khoa bảy mua khoa gì mới được? Khoa địa. À khóa bảy nha, bảy. Khóa bảy khóa địa tôi phỏng vấn nè, tôi đây 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 nè, đang đang ở đây. Ủa khóa địa là sử. Hóa địa. Ê, xích xích lên đây đi cho. Chứ không phải hóa lý quá. Đây, qua đây đi, qua đây. Đó, quên qua đây, nó trình qua đây. Tới tới cái hóa 7 cái đó đi qua cái hóa địa. Đang cũng mời lấy đi có gì. Cái người founder. Founder. Founder của cao đẳng sư phạm Sài Gòn. Người mà người tổ chức ra món này. Không có. Cái ly này cái con cái đó là con rồi nó cái cây tô cái này đang còn đó còn còn xưa mình á. Ngồi lại cho toàn nước Mỹ luôn, toàn nước Mỹ luôn. Mà chỉ về Việt Nam luôn làm cái Việt Nam. Ủa nhưng mà ủa Tùng lâu nay không biết gì hết hả? Đâu biết gì đâu. Không biết gì hết. Không ai giới thiệu hết không? Giờ tí nữa giới thiệu rồi. Có Hiếu Hạnh có nói nhưng mà cái lời nó mua quá quên không có nhớ. Sao không tôi có nói hai người này có nói để ngoài không nói đâu có có dạ, anh Tùng không có Facebook mà không có cho bây giờ quý invite anh Tùng vô cái nhóm cao đẳng sư phạm Sài Gòn quý invite đi thì Facebook ai cũng đang được là vô cái là biết nhiều lắm. Tùng muốn bia hay là uống nước? Không uống nước rồi rồi vậy cái chai nước ra ha để hỏi kỹ có còn có muốn đá không tôi nóng quá rồi chủ nhà có nói gì không chủ nhà có nói gì đó đi ở chủ nhà nói gì đi rồi hôm nay sao anh Trình nói gì đó anh Trình nói gì đó hả rồi thì hôm nay đột xuất thôi cao đẳng sư phạm mình đột xuất gặp mặt với nhau là nhờ Diễm Hạnh à Hiếu Hạnh hả yeah. À, nhờ Hiếu Hạnh chứ nhờ yeah. Diệu nữa mời cảm ơn anh Trình nữa chứ cảm ơn chồng tôi dẫn tôi đi nữa chứ cảm ơn các bạn tới nữa nha yeah. Yeah. Cũng cảm ơn thay mặt cảm ơn anh Trình với chị Diệu đã có nhảy mời nhóm cao đẳng sư phạm tới tham dự để trước mặt là tức là sao quen biết thêm được anh Tùng và chị Diệu thì mai mốt sau này cao đẳng sư phạm hay tổ chức ở Lý Tô Sài Gòn mình á cũng có khoảng chừng 50 đến 70 người tay cô giáo 80 rồi giờ lên 80 rồi đó hội trưởng xác nhận đó hội trưởng xác nhận đó nhờ cao đẳng sư phạm mình để gom góp các thầy cô giáo hỗ
hồi xưa Phạm Công Đẳng sư phạm không, mình không, chị này là tốt xem giáo sinh con khoa 7 cũng ở sơ một xa nhiều lắm dạ nhiều lắm có điểm luôn hả điểm mà chưa bây giờ biết mới giới thiệu với nhau cái tuổi mà xế chiều rồi đó nó hơi buồn nên mình thấy chỗ nào vui á đông là mình chặt tới ổng là biết ổng có buồn hồi ổng đó tuổi hơi buồn tuổi thấy thầy đó hồi xuống bởi vậy con cán lớn hết trơn rồi đi đâu giờ tôi về nhà cũng có hai vợ chồng già mà còn có một đứa già nữa còn 7 tuổi rồi nói hoài là không cái người này gọi là cái gì hạnh đâu hạnh mới nói với mấy đứa học ví dụ là số độc đắc nhớ không lúc mà mình làm cái gì đó cái là giải thứ nhất giải thứ nhì giải thứ ba lô độc đắc nha mấy người này đó mình đây lô độc đắc luôn được gì hả gì đúng đó được gì lấy chồng giải trợ Trời ơi, mấy người này nói là hồi trưởng buồn à. Kỳ quá. Bởi vì mình tu mẫu mất đó chả không có đọc đắc gì chưa đâu. Chắc bóp ngồi đây nữa nè. Cát gọi là đô đọc đắc cặp. Cặp 7 đô đọc đắc. Cặp 7. Chắc bóp. Nhưng mà sáng là Thôi ngồi ăn đi. Đẹp. Hôm đó là tôi gặp là người cứ quát quái người khác không là sao ta. Cố ăn đi, cố cho nóng, cố ơi. Băng băng nè. Thầy đó, nhạc sĩ Tùng không? Nó là sinh đôi, anh em sinh đôi với nhạc sĩ Tô Anh Tùng. Tại cái tên đó thì người ta biết nhưng mà người ta không biết mặt. Đúng rồi. Rồi. Không phải phải nhập chỗ Tô Anh Tùng ấy. Không phải, phải. Đây, Đình Văn. Video. Đúng rồi, giống như anh Đình Văn anh qua hồi nào vậy? Đình Văn là anh hồi nào vậy? Xin chữ ký. Trời ơi. Anh ký đại đi sao không ký? Không biết Đình Văn là ai. Rồi, xin mời mọi người đi. Mời mọi người đi. Trời ơi, Việt. Cúc hộ trưởng nói là ngồi xuống rồi cứ quay quay. Không, quay, tại vì hồi nãy đang nói chuyện với tôi hình tùng. Tôi thấy hình như ổng thích. Đĩa này. Ở đây là có thêm đá nè. Ai ăn đá bỏ thêm gì thì không dám để đá nhiều. Trời ơi, mấy người là toàn là thảo ngọt không tiểu đường mà toàn đồ ngọt. Bởi trò nói trời ơi, tới xong ngồi ra kể trò cũng tiểu đường một loạt. Bữa nay sao khám phá đến nhiều người bị tiểu đường ghê nha luôn. Thầy cũng tiểu đường cái thế đó. Ê, chai chai gì? Chai gì? Chè đậu đen. Chè đậu đen nha, bắt đầu. Tùng hảo hả? Khoan, lên mở lên coi. Đó. Tụi nó ngọt quá trời ông ơi, tụi nó nói là đang kiểm tra coi. Nghe tình sử của anh Tùng. Mày làm sao đó không? Quay lên đi. Chị Cúc có nghe chưa? Chưa, chị Cúc lên đây để nghe em. Không, anh Tùng kể không có hay. Nhưng mà sau khi anh nghe câu chuyện tình sử của anh Tùng rồi, quý sẽ trở lại hấp dẫn hơn. Lấy chưa? Chính xác không? Ví dụ như người ta thằng chè gì Cúc thế này. 4 năm gì trước, 5 năm gì trước. Trời ơi đẹp dữ dữ nha. Bây giờ là giấy tờ cũng không đó kìa. Tại vì cổ thai nó còn thiếu không, giống như không có sâu sát á. Trời ơi ông chuẩn bị đậu làm đầu cái mình gì bổ sung. Những cái kia kìa. Ờ thôi, không dám làm nữa cái lần cái gì. Lấy cái gì không? Thì bên này á. Kiếm người khác đi. Không có thì bên này có rồi. Một cái bán chính thức, một cái bán. Một cái mất có mất hồi 2 năm trước là mất cái vụ mà nó kiểm tra đó. Có đột xuất phải không? Thì mất gì đó cái iPad với cái đeo bông một xoàng. Ổn quá. Bán là ổng tháo hộp xoàng ra rồi ổng bán ông lấy vàng nấu á. Thì mình mới tình cờ mình ấy ổng đưa ra, tại mua hoài đó ổng đưa ra. Một xoàng không cái nó ok bán nhiều. Lúc đó thì ổng nói một cara có 50 đô thôi. Năm nào mà rẻ vậy? Cũng khoảng 10 năm mười mấy năm trước. Để ý là hộp lớn hộp nhỏ, không hộp lớn hộp nhỏ, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly cỡ nhỏ có nha. Cộng lại một cara là có 50 đô thôi. Nhiều hộp giống nhỏ. Nhưng mà bây giờ một hộp là cũng trên 50 đô rồi, rồi cái bắt đầu mua nhiều lắm, mình mua một bịch bự gì đó, nhiều lắm. Cái xong mình mới làm cà rá gì truyền cho mấy đứa em vô họ mua. Rồi xong cái mình nói chung mình cũng thật thà, mình mới nói lúc Phúc Thọ mình cũng mua đồ đó, cái mình mới kể cái mấy năm sau cái dân Phúc Thọ nó đi mua hết trơn, nó chặn hết. Trời ơi, mình nói với tôi mà ông kể cho nó thôi. Đừng có nói tuần sau đây chặn. Không, kể nó chưa hấp dẫn. Đi chợ rồi, mua người ta tưởng là hộp xoàng giả, người ta bán cho ổng. Ổng mới gửi về cho em, cái em của Tùng á, hồi đó là ở bên Việt Nam, học may với chị.
Nói chị Diệu ơi, chị dẫn em đi ra coi là linh bóng hộp xoàn à, giả thôi. Nhưng mà khi đấy ra tiệm á, nó xòi nó bán không? Cái nhỏ này hỏi nhiêu? Nó 250 triệu. Nhỏ này ủa? Nhanh sao nó 250 triệu là nhiêu ta? Ngàn đô. Ngàn hả? À. Không, không, 10.000 đô. 10.000 đô hả? Hơn 10.000 đô. Thì là thầy không bự lắm. Học thiệt. Thường nhưng mà hơn 3 gram ông mà. Ông mua là ông mua với giá tiền bèo lắm, mấy đồng. 12 đồng. 12 đồng thôi. Tức là người bán mình chứ mấy người già không biết học xong thiệt. Đó. Ngay cả mình mua mình cũng không biết nhưng mình thấy chiếu lắm. Thấy chiếu lắm, ông mới gửi vậy cho em, ông vậy thôi đi ra đó. Nói vậy. Trời ơi. Thế là từ đó. Không, thế là từ đó. Nổi tiếng hả? Ông đi hoài à? Đi hoài. Giờ tôi qua đây giờ tôi cũng mất chứ ông cũng đi hoài ngàn. Tôi nói mà không. Cứ mua còn đồ giả không chứ. Sẽ có ngày Diệu gặp được đầu tiên. Không, bây giờ hết rồi. Tụi nó bây giờ nó có máy móc kiểm tra hết rồi. Hồi xưa mười mấy năm trước không biết. Nó còn đâu biết đâu. Một cara mình mua hả có 50 đô thôi. Một cara hộp xoàn. Đúng rồi, rẻ ha. Còn một cara máy hả có 400-500 mà là tốt. Vậy là bây giờ không biết. Bây giờ họ nghĩ là giả đúng không? Không phải thiệt. Không biết thiệt. Nhưng mà nó không biết cái giá trị. Nó không biết giá trị. À. Nó không biết giá trị. Nó chơi nhiều khi là nó chơi quần vét đó. Quần vét cũ nên nó không biết. Tại vì mẹ nó bán mấy cái đồ nó nghèo, nó không biết gì hết trơn. Mỹ mẹ nó không biết giá trị hộp sàn đâu. Những người ở đâu mình biết giá trị hộp sàn, những bán đã rè. Nhưng mà tại vì ở bên trước cái cổng mà siêu phẩm là cao đẳng, cao đẳng á. Cái mình đi vòng vòng cái anh em nhớ anh quen lắm nè. Không biết làm quen nó ở đâu. Cái hỏi cái nó cái là gần, cũng gần xóm. Ồ vậy hả? Cũng gần xóm, xa. Rồi tiếp tục sao? Thì cũng làm quen nhưng mà lúc mà dẫn rồi. Đi chơi rồi đó là nhà bà cô á, bà cô bóng chịu. Ừ, vậy hả? Bà cô bóng chịu, bà cô đẹp lắm. Bà cô quen bà là đẹp không à? Đẹp quá đó. Nhưng mà bà cô bóng chịu, bà cô chị của bà á. Bây giờ anh nghĩ á, tụi mình cái ba người mà đẹp không thì thôi giờ phải nên đổi đi. Đổi người xấu hả? Đổi người xấu hả? Không phải đổi người xấu nhưng mà đừng còn đẹp quá. Không, đẹp nó gì đổi á. Để vừa vừa thôi đó. Thì đổi người đẹp chứ đừng có đổi hệ. Tháo đó, tại mai tiền công mắc quá tiền đâu mà ấy. Tháo ra hết. Cái bác ủi ra ép từng giấy cắt theo y chang, mai y chang lại luôn vậy. Đi học. Rồi cái áo đó đem trả lại anh ta không? Không, mình mua mình mai thở mà không, xong cái mình mai cái thằng tài biết không? Không mặc áo đâu đẹp vậy. Mai tui cái coi, nó mới biết mình mai đâu. Nó đây cái này tui mai chứ đâu phải đi tiệm. Thằng tài á, thằng tài thì nó có tiền, gia đình á. Tôi thấy ông tự tin thiệt, có quá tự tin luôn á. Mình mai không đó. Hồi xưa đến giờ nó làm được thiệt. Tùng á chưa qua Mỹ mà Tùng có tính rất là Mỹ, là Mỹ nó hay tự tin vậy. No. Không, giống lãnh tụ. Việt Nam á, phải không? Nói chuyện xong rồi, ổng vỗ tay trước. Ta phải vỗ tay. Người ta khen chứ không phải tự mình khen. Thằng Tài á, thằng Tài nói mặc áo đâu đẹp vậy. Cứ nói là mình mua đó, mình tháo ra, mình mai, mình cắt vậy á. Nó nói cho nên nó không nhờ, chứ nó hỏi đâu tính mai cho nó. Nó nói là áo này tự mình cắt, mình mai không ở nhà. Xe tay nó bị nhiễm cái nhớt á. Nó nói thay 5 rưỡi. Tôi đi giật lại nó giật mạnh lắm. Xe đời sau về. Với lại mình chạy bằng xe người ta nó tự động nó thắng. Đúng rồi. Trời ơi, nó giật mấy lần nó sợ quá rồi. Gần quá thì nó thắng với lại xe mà chạy sát xe mình nó tự động nó cũng chạy nhanh lên chút. Nó sẽ nhanh rồi nó thắng lại chấm cha mình. Cái tiền mà chắc chắn như nó không có. Ủa vậy hả? Yes. Thì có liên quan đến chỗ đúng không? Cái tiền cái AS 350 đặc biệt. AS hay là 300 cái này để giữ cái hiệu ha. 300 IS. Cái hiệu chi cái này? IS rồi. Muốn mua cũng khó. 300 IS rồi. Cái nhỏ không sao. Ủa vậy thì SUV ồ. Mình mua cái 350 mà bà nói nó bự quá. SUV á. Không có gì. Cái mảnh hộp nữa. Không phải. Không phải học. Ồ, dạ, con nghe nói. Sợ quá. Đúng rồi, để chỉ còn để mới nói. Ba anh về là đi. Ủa, phải tốt trưởng. Mệt quá. Lo mà hỏi thăm mấy nhỏ sự phát sáo đi. Tổ trưởng thì gọi là gì ta? Hội trưởng. Ba anh Tùng. Tôi như vậy tập lại anh Tùng. Cảm ơn Tình. Dạ, lâu quá, cười hoài. Dạ, cảm ơn anh. Đó, lý do mà để mang bài nè. Bắt ông cầm cái bàn đi. Bây giờ đó. Không, từ từ ông làm cho. Ok rồi.